tìm kiếm giải pháp sáng tạo toàn cầu. Trong buổi lễ phát động diễn ra sáng 15 tháng 6, ông Cao Anh Sơn, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Việt Tên nhấn mạnh, Việt Tên sẵn sàng, trải thảm đỏ mời các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cùng hợp tác hoàn thiện các giải pháp, ý tưởng sáng tạo ứng dụng vào giải quyết các nhu cầu của đời sống. Với thông điệp khởi tạo thực tại mới, cuộc thi mở ra một sân chơi công bằng cho các start-up trong nước và quốc tế thỏa sức thể hiện nhằm tìm kiếm các giải pháp đột phá kết hợp thế mạnh viễn thông để tạo ra các sản phẩm trên dịch vụ tầm cỡ quốc tế áp dụng cho cuộc sống hiện tại và tương lai các cá nhân trên nhóm trên tổ chức hay doanh nghiệp không phân biệt quốc gia vùng miền ngôn ngữ đều có thể gửi ý tưởng sáng tạo hay sản phẩm trên giải pháp đã hoàn thiện tham gia cuộc thi này sau khi vượt qua vòng sơ loại các đội thi được tham gia vòng chung kết cuộc thi tại campuchia ngoài giải thưởng chung cuộc bằng tiền mặt Vietten sẽ tài trợ 100% chi phí cho ba đội thi xuất sắc nhất sang Mỹ tham gia vòng chung kết Việt Challenge, cuộc thi start-up cho người Việt toàn cầu tại Mỹ với giải thưởng lên tới hơn 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các đội thi còn được hưởng những lợi ích độc quyền, ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Vietten và chia sẻ doanh thu lên tới 75%. Bảo Khánh